Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. 6 vai diễn để đời của nghệ sĩ Ánh Hoa. Từ mùa Lan Châu tới cổng mặt trời, nhìn đâu cũng nhớ người mẹ từng tảo của màn ảnh Việt. Nghệ sĩ Ánh Hoa đã dành gần như cả cuộc đời, từ ngày còn thơ đến lúc về già để cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Nghệ sĩ Ánh Hoa, người bà, người mẹ tảo tần trong vô số thước phim, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt, vừa từ trần vào lúc 12 giờ ngày 1 tháng 11 do tai biến mạch máu não. Trước lúc gửi lời vĩnh biệt đến cây đa cây đề của điện ảnh, sân khấu Việt, cùng nhìn lại những vai diễn để đời của cố nghệ sĩ. 1. Lão bà, trong cải lương Kiều Nguyệt Nga. Lão bà, mẹ của Kiều Nguyệt Nga trong vở cải lương Kiều Nguyệt Nga là một trong số những vai diễn để đời của cố nghệ sĩ Ánh Hoa mà đến nay vẫn hiếm ai đủ sức để vượt qua cái bóng của cô. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ từng nói, với vai diễn này, nghệ sĩ Ánh Hoa đã diễn rất thành công, dù vai diễn chỉ xuất hiện ngắn nhưng để lại nhiều ấn tượng. Ngoài ra, còn có nhiều nữ nghệ sĩ tiền bối đã thể hiện lại vai diễn này và đến hôm nay, để yểm trợ cho các diễn viên trẻ, tôi sẵn sàng hóa trang già, đồng hành cùng các em. Và lúc diễn tôi nhớ đến cô Ánh Hoa. 2. Bà Đô trong phim Người Tình. Vai diễn phụ trong phim Người Tình là bàn đạp để nghệ sĩ Ánh Hoa bén duyên với điện ảnh sau một thời gian lăn lộn với sân khấu và ghi dấu trong lòng khán giả. Được biết, khi đoàn làm phim Người Tình của Pháp qua Việt Nam quay, họ chọn rất nhiều nữ diễn viên đến casting cho vai bà Đô. Cuối cùng, nghệ sĩ Ánh Hoa lọt mắt xanh của đạo diễn. Đáng tiếc tới giờ, những hình ảnh hiếm hoi của cố nghệ sĩ ở Người Tình không còn được lưu giữ. 3. Bà Ti trong Mùi Đu Đủ Xanh. Chính vì màn thể hiện ngắn nhưng xuất sắc ở Người Tình, nghệ sĩ Ánh Hoa đã được đạo diễn Trần Anh Hùng chọn thẳng vào vai bà Ti trong phim Mùi Đu Đủ Xanh. Với bộ phim này, nghệ sĩ Ánh Hoa đã có 3 tháng ăn nằm ở Pháp để có thể hoàn thiện vai diễn. Với vai bà Ti từng tạo ở Mùi Đu Đủ Xanh, nghệ sĩ Ánh Hoa đã thành công trong việc mang tới cho khán giả ở Việt Nam lẫn trên thế giới một hình ảnh tuyệt vời của người phụ nữ Việt. 4. Mẹ của Hạnh trong Giả Từ Dĩ Vãng. Dù là vai diễn nhỏ, nhân vật người mẹ già của Hạnh vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự khắc khổ hy sinh vì con cháu. Trong phim, không ít lần nghệ sĩ Ánh Hoa khiến khán giả sụt sùi với lối diễn xuất mộc mạc, tinh tế của mình. 5. Bà Hai trong Mùa Lan Châu. Tuy bà Hai chỉ là một vai diễn khá nhỏ ở Mùa Lan Châu, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến tuyến nhân vật chính. Trong phim, khi cha chết, nhân vật chính anh Kiềm Lê Thế Lữ đã nhờ vợ chồng bà Hai, những người lạ mới quen giúp anh chôn xác cha mình. Và để xác cha Kiềm không bị nước cuốn trôi, bà Hai đã quyết định chôn người xa lạ này cùng với chiếc cối đáng giá cả gia tài của mình. 6. Má Hai Cổng Mặt Trời. Lại tiếp tục là một vai phụ chiếm trọn cảm tình của khán giả ở Cổng Mặt Trời. Chỉ khác là trong bộ phim này, nghệ sĩ Ánh Hoa không phải đảm nhận một nhân vật khắc khổ. Trong phim, má Hai là người luôn yêu thương, quan tâm và nhẹ nhàng với họ sinh viên tại xóm trọ. Nét diễn mộc mạc, tinh tế khiến khán giả như nhìn thấy hình ảnh các bà, các mẹ của mình trong con người má Hai. Ngoài những vai diễn kể trên, nghệ sĩ Ánh Hoa còn sở hữu tới hơn 200 vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Đa phần đều là những vai phụ khắc khổ, tiêu biểu và kê đến như trong phim Người Đẹp Tây Đô, Đức Phương Nam Gọi Giấc Mơ Về. Tuy nữ nghệ sĩ đã về nơi vĩnh hằng, nhưng những vai diễn của bà vẫn luôn là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt. Ngay lúc này đây, xin cúi đầu vĩnh biệt một cây đa cây đề của điện ảnh nước nhà.